Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại cho đừng bay xa. Và em áo coi treo sẽ giúp các tình yêu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Ngày hôm nay, bé và cùng các tình yêu sẽ đi tìm hiểu về em Ao Ca Treo nhé. Ao Ca Treo là dòng treo lỏng đi dai được ra mắt trong bộ sưu tập thu đông của brand nail Cristudio C 1998. Nhấn mạnh hóa mục đích, cắt bớt công đoạn thông qua sử dụng các sản phẩm chính hãng, không cần năng khiếu, óc sáng tạo, hoa tay, rút ngắn thời gian sử dụng cho tất tần tật các tình yêu luôn. Chúng ta là bà mẹ bỉm sữa, chúng ta là những cái người mà kinh doanh nhiều ngành nhiều nghề thì ít khi mà có những cái thời gian mà để chúng ta tìm hiểu hay là học nâng cao về những cái đi dai mới lạ và hút khách đúng không ạ? Thì với đến với những cái sản phẩm của brand nail Cristudio bao giờ cũng cắt bớt được thời gian công đoạn và sử dụng sản phẩm nhé. Thiết kế tinh tế với 3 màu bay và 12 màu. 3 màu bay thì cọ sẽ là những cái cọ bình thường, chúng ta sơn như bình thường, còn 12 màu thì nét sẽ bé hơn. Các tình yêu có thể tự do đi dai thoải mái luôn, chỉ cần kéo, thả và nhỏ giọt thôi là chúng ta đã có luôn đi dai xinh rồi đó ạ. Rất là đơn giản và dễ, và bé tin rằng là ai xem xong những cái clip này thì đều cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin về sản phẩm cũng như là xin các em yêu về tay nhanh nhất nhé. Những trang page mà có thể trả lời các tình yêu và hay là tư vấn nhanh nhất có thể là trang web Cristudio Czech Republic, Facebook cá nhân Cristudio CZ, số điện thoại nóng Viber, Zalo 773-494646, hoặc là ở bên Spain thì là Cristudio Spain, hoặc là Facebook trang cá nhân Cristudio España nhé. Có thể truy cập ở bên Anh thì các tình yêu có thể truy cập trang web zikalondon.com hoặc là www.zikalondon.com đều được. Ngoài ra còn rất là nhiều những cái trang web khác nữa ở mọi nơi trên toàn thế giới luôn, thì các tình yêu cũng có thể là order ở những cái trang web đó nhé. Và ở những cái ba trang web này thì sẽ luôn luôn có những cái tình yêu tư vấn bằng tiếng Việt để cho các tình yêu có thể sử dụng thêm, biết thêm về những cái sản phẩm này đó ạ. Đơn giản đúng không nào? Ok, bé xin chúc các tình yêu một ngày vui vẻ nhé. Bye bye.